Hello, hello các bạn đã đến với video của Tom TV. Hôm nay thì chúng ta sẽ đã dùng đồ màu làm xem đây. Màu vàng. Một màu là màu xanh của em Ly nhà mình. Ok, bây giờ mình màu xanh. Nếu mà 9.000 thì thôi nhé. Ok. Đây là để cả tay ghế. Rất là vụ siêu cụ tia phô mai quê luôn. Và cả xe màu xanh. Đường tàu nữa. Đường tàu. Đây nữa. Rất là nhiều đường tàu màu xanh luôn á. Rất là nhiều luôn nè. Và quên thứ hai màu xanh này luôn. Bạn vẽ màu xanh này nha. Các bạn chờ mình một tí nha. Các bạn ơi, còn có cả màu xanh nhạt nữa à. Ké màu xanh, ké màu xanh. Bóp ít. Đâu? Bóp ít, có màu xanh nhạt. Đây các bạn nha. Các bạn ơi, đặc biệt á. Mình có một cặp sách. Hai cặp sách. Các bạn hãy đừng quên. Còn đây là đây là bút chì nè. Nhiều lắm. Đầy màu xanh. Trên thế gian này đầy màu xanh. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình chỉ có ít thế thôi các bạn nhá. Để mình còn đi quay video cho các bạn fan các bạn khác nữa nha các bạn.